Truyện Cây Tre Trăm Đốt. Ngày xưa, ở một làng kia, có một lão nhà giàu. Lão thuê một anh nông dân nghèo, khỏe mạnh để cày ruộng cho lão. Nhà giàu nhiều thóc, nhiều tiền, nhưng tính tình của chủ lại rất keo kiệt. Lão phải trả tiền công cày cho người làm, vì thế mà lão suy tính ngày đêm. Cuối cùng thì lão đã nghĩ ra một kế để lừa anh nông dân. Lão nhà giàu cho gọi anh đến và dỗ dành. Anh chịu khó cày ruộng cho ta trong 3 năm. Hết thời gian đó, ta sẽ cho anh cưới con gái của ta. Anh nông dân thật thà tin lời của lão. Hết vụ lúa mùa đến vụ lúa chim, không ngại nắng mưa, sương gió, anh chăm chỉ cày bừa trên cánh đồng của lão nhà giàu. Mỗi mùa gặt, anh thu về cho lão ta rất nhiều thóc lúa. Nhà lão đã giàu, lại càng giàu hơn nữa. Ba năm trôi qua, thời hạn làm thuê của anh nông dân cũng đã hết. Lão nhà giàu không muốn cho anh nông dân nghèo cưới con gái của mình. Lão lại tìm mưu kế để đánh lừa anh. Lão nhà giàu gọi anh đến và dỗ dành. Con ơi, bấy lâu nay con đã chăm chỉ làm việc, ta sẽ cho con cưới con gái ta. Nhưng bây giờ con phải vào rừng tìm cho được một cây tre trăm đốt, đem về đây để làm đũa cho cả làng ăn cỗ cưới. Anh nông dân thật thà tin lời, vác dao đi ngay vào rừng để tìm và chặt tre. Đợi anh nông dân đi ra khỏi làng, lão nhà giàu liền gả cô con gái của lão cho một tên nhà giàu khác ở trong làng. Lão cho giết bò, giết lợn, nấu sôi, mở rượu, làm cỗ cưới linh đình. Trong khi đó, anh nông dân một mình lang thang trong rừng. Anh ngã hết cây tre này đến cây tre khác. Anh cẩn thận đếm từng đốt trên các cây tre, nhưng chẳng có cây nào có đủ 100 đốt. Không nản lòng, anh lại tìm đến bụi tre già. Anh cố chặt một cây cao nhất, mặc cho gai làm rách cả áo, xước cả da. Cây tre đổ xuống, anh đếm đi đếm lại, vẫn chỉ có hơn 40 đốt. Anh buồn quá, ngồi bên đống tre đốn dở và khóc. Bỗng nhiên, anh thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào, khoan thai đi đến. Ông lão hỏi anh: làm sao cháu khóc? Anh lại phép thưa rõ đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, ông lão nói: cháu hãy chặt cho đủ 100 đốt tre mang lại đây, ông sẽ giúp cháu. Anh nông dân mừng quá, liền chặt đủ 100 đốt tre rồi đem đến cho ông lão. Ông lão chỉ tay vào đống tre và bảo anh đọc 3 lần: khắc nhập, khắc nhập. Lạ thay, anh vừa đọc xong thì 100 đốt tre dính liền lại với nhau thành một cây tre dài 100 đốt. Ông lão căn dặn anh: cháu không thể vác cây tre này về nhà được, vì nó quá dài cháu ạ. Cháu hãy đọc 3 lần câu khắc xuất, khắc xuất. Các đốt tre sẽ rơi ra như cũ. Cháu hãy bó lại và đem về nhà. Anh nông dân chưa kịp cảm ơn ông lão thì ông lão đã biến mất. Anh đành vác 2 bó tre đi về làng. Về đến nơi, thấy mọi người đang ăn uống vui vẻ, anh nông dân mới biết là lão nhà giàu đã lừa dối mình. Anh lẳng lặng để bó tre ngoài sân, rồi vào nhà gọi lão nhà giàu ra nhận. Lão nhà giàu không thấy tre, mà chỉ thấy toàn đốt tre. Lão cười bảo anh: ta bảo anh đi chặt về một cây tre có 100 đốt, chứ có bảo anh đem về 100 đốt tre đâu. Chẳng cần trả lời lão, anh lẩm nhẩm đọc 3 lần: khắc nhập, khắc nhập. Tức thì các đốt tre dính liền lại thành cây tre. Lão nhà giàu nhìn thấy lạ quá,
bèn chạy lại sờ tay vào cây tre. Anh nông dân thấy vậy đọc luôn: khắc nhập, khắc nhập. Lão nhà giàu bị dính vào ngay cây tre, không có cách nào gỡ ra được. Thấy vậy, mấy tên nhà giàu khác chạy đến định gỡ cho lão. Anh nông dân lại đọc: khắc nhập, khắc nhập. Thế là cả bọn lại bị dính hết vào cây tre. Lão nhà giàu ra sức van xin anh, lão hứa sẽ cho anh cưới ngay con gái lão, và từ nay về sau không dám bày mưu lừa gạt anh nữa. Lúc bấy giờ, anh nông dân mới khoan thai, đọc 3 lần: khắc xuất, khắc xuất. Tức thì cả bọn nhà giàu rời khỏi cây tre. Anh nông dân cưới cô con gái lão nhà giàu làm vợ, cả hai sống với nhau thật là hạnh phúc. Trong câu chuyện Cây tre trăm đốt, cậu đầy tớ tốt bụng chăm chỉ, vượt qua bao khó khăn, cuối cùng đã nhận được hạnh phúc. Còn ông lão nhà giàu không giữ lời hứa nên đã bị trừng phạt. Từ đó rút ra bài học cho chúng ta là hãy trở thành một người tốt bụng, chăm chỉ, thật thà và không được tham lam. Cũng như phải luôn giữ lời hứa nữa nhé. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Những giấc mơ ngọt ngào nhất sẽ đến với các bạn khi chúng mình chìm vào giấc ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.